Bắt đầu nó xuất tự từ cái trang điều phụ, lời cảm ơn, lời cảm ơn trở đi. Thì cái nhóm này nè, chúng ta sử dụng số la mã viết thường, một la mã, hai la mã, ba la mã. Bắt đầu một la mã nhỏ tại cái trang điều phụ, chúng ta đánh nhưng mà chúng ta sẽ không có hiển thị. Nhóm tiếp theo là vấn đề tổng quan phương pháp, kết quả bằng lượng, kết lượng và điểm tham khảo. Thì nhóm này chúng ta sử dụng số gặp 1, 2, 3. Bắt đầu 1 tại đặt vấn đề. Cuối cùng là phụ lục. Thì cái nhóm này chúng ta sử dụng định dạng là A, B, C. Bắt đầu bằng ký tự A. Thì các bạn thấy chúng ta có bao nhiêu cái định dạng hả các bạn? 1, 2, 3, thật ra chúng ta có 4 cái định dạng. Trang bìa không có đánh số tự cũng là một định dạng. Như vậy các bạn có 4 định dạng hả thầy. Thì các bạn làm sao chúng ta thay đổi định dạng của một nhóm mà không ảnh hưởng đến những nhóm còn lại, được không ạ? Thì trong quả cung cấp ra khái niệm gọi là session, được không? Đây là cái session các bạn. Session này cho ta biết được hiện tại chúng ta đang ở là session nào, được không? Thì các bạn kích chuột phải lên thanh trạng thái mặc định cái những cái thông số này nó sẽ không hiển thị đâu. Các bạn kích chuột phải lên thanh trạng thái thanh màu xanh này các bạn, kích chuột phải lên nha. Các bạn sẽ nhấn vào session và bay number để cho chúng ta biết được chúng ta đang ở session nào và chúng ta đang ở trang nào trên tổng số bao nhiêu trang, được không ạ? Rồi bây giờ các bạn chụp lại cái quy định này rồi các bạn ghi vào trong cái nhóm trình chúng ta, để chút nữa chúng ta sẽ ghi chú cho cái này.